quê nhà quê người với nhà văn Huy Phương xoay quanh những câu chuyện đời thường do Ngọc Lan phụ trách kính chào quý khán giả người Việt TV xin kính chào chú Huy Phương chào Ngọc Lan và chào tất cả quý vị đang theo dõi chương trình quê nhà quê người à, lại hôm nay lại một lần nữa uh, chú Huy Phương muốn đề cập đến một cái vấn đề mà trong cái tâm trạng của một người một người từng là nhà nhà giáo thì chú cho rằng khó chấp nhận được đó là cũng lại liên quan đến vấn đề chữ nghĩa rồi. Những cái gì mà chú cảm thấy là chú bức xúc về vấn đề chữ nghĩa? Nó Mới nói xong là thấy bức xúc rồi. <laughs> là thấy dùng chữ nghĩa rồi. Thưa quý vị thế này, nói. thật tình trong thời gian vừa qua có nhiều người email cho tôi hoặc là điện thoại trực tiếp nói bây giờ ông phải nói thế nào thế này để tình trạng thế này thế kia. Thì tôi nói là sao? Thì có một người bạn ở Florida ông email cho tôi. Ông ghi hai cái nốt. Ông nói thế này Ông Quy Phương giải thích cho tôi hai câu này. Thứ nhất đàn chim uy hiếp an toàn bay là cái gì? Cái gì? Đàn chim oh, oh. Uy, hiếp uy hiếp an, an toàn, toàn bay. bay. Okay. Cái thứ hai là khắc phục sự cố va chạm giao thông. Ừ. Thì tôi nói với ông cái này thì mình hiểu ừ. nhưng mà chỉ cái chữ dùng nó là thôi. Ví dụ đàn chim uy hiếp an toàn bay là nếu mà có chim nó nó làm trợ ngại cho cái trường ừ. mà phi cơ khi lúc cất cánh, ừ. nó vô trong cái cái cái, cái hỏng phản lực á chẳng yeah. phải là không thấy đường tức là khắc phục sự cố va chạm giao thông nghĩa là mình làm sao để cho cái giao thông nó được nghĩa là xong suốt hơn, để khá vậy nhưng mà dùng chữ nó kỳ quặc thành ra con người cũng như là nhiều cháu nói là bác huy phương cái chữ này cháu không hiểu vì sao phải dùng như vậy như kia thì thật tình trong cái giai đoạn mà chúng ta trải qua một cái thay đổi chính trị thì cái văn hóa cái dựng nghĩa cũng thay đổi đồng ý tôi xin thưa với quý vị thế này quý vị các anh các chị thế này À, không ai có thể phủ nhận rằng ngôn ngữ là một phần của văn hóa và ngôn ngữ nào cũng thế bất kể tiếng Anh Pháp Đức Ả Rập đều phát triển theo thời gian có một số chữ từ nhân nó tan biến đi và có một số chữ mới tuy nhiên nó có nhiều chữ nó 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 kỳ cục đến nỗi chúng ta không thể chấp nhận được mà cái đó xảy ra trong nước bây giờ thì câu câu chuyện này không phải là chúng tôi nói ở đây mà ngay trong nước cũng có nhiều em lại phát biểu rằng có những cái từ ngữ bây giờ dùng người không hiểu Bây giờ nói tới ý nghĩa thứ nhất là nói cái ý nghĩa chính trị. Thì nói chữ giải phóng, chữ cải tạo đó tôi đã thưa với quý vị rằng cái chữ này dùng nó ý nghĩa chính trị nào đó và đúng với cái người này mà không đúng với người kia. À, vừa rồi tôi kể một cái chuyện vui quý vị là tôi có một người cháu Việt Nam qua ở lại nhà tôi chơi một tuần lễ. Thì luôn luôn trong câu chuyện lại nhân mình nói chuyện xưa chuyện nay thì nói cứ nói uh, trước giải phóng với sau giải phóng thế này. Thì tôi nói thế này, tôi cắt nghĩa cho anh biết là nếu giải phóng thì em không phải dọn nhà qua đây đâu giải phóng là để cho một đời sống tốt đẹp như khi de gaulle mà vào vào giải phóng paris là sau mỗi sự kim kẹp mà giải phóng để thay đổi đất nước thì tôi nói bây giờ còn nói một tiếng giải phóng đó là phạt năm đồng thế nếu không mà để cháu ra ngoài Bôn Sa cháu nói là có chuyện đó mình cũng nói đùa vậy mà trong vài ba ngày là tôi được kiếm 25 đồng rồi mỗi lần năm đồng cái số tiền này tôi nói để tôi cho mấy cái ông mà hôm đứng đầu đường đó. Ừ. Nhưng mà sau đó một thời gian thì thì mình có nhắc nhở và nên người ta không dùng chữ giải phóng nữa. Đó, thì tôi một ví dụ làm một cái thói quen thôi. Nhưng mà tôi nhớ thì người không quen ví dụ đi tù có vài ba năm thôi mà cũng cũng nói những chữ đó. Thì trong nhất là mình truyền thông, trong báo chí hoặc mình lên tivi mình ráng kiềm chế để đừng có dùng danh từ đó. Đó là nói về cái ý nghĩa của nó. dùng cái cái nghĩa theo cái ý nghĩa chính trị ví dụ như cải Đấy. tạo là không cải tạo ai được hết các trại tập trung cải tạo thì mình nói là tù tù tập trung thôi hoặc khi mình viết thì chữ cải tạo và giải phóng mình đóng ngoặc kép để cho người ta hiểu cái nghĩa đó chỉ có một cái nghĩa nào đó thôi thì có bao giờ tôi không nói chuyện nhà giáo mà nhà báo nữa có bao giờ Ngọc Lan bị cái chuyện người ta than phiền về cái cách dùng cái chữ mình không? À, bây giờ thì hình như lâu rồi cũng không ai nói gì hết nhưng mà ngọc lan nhớ có cách đây hồi ngọc lan mới làm cách đây chắc cũng phải 5, 5, 6 năm năm sáu năm khi ngọc lan viết về một cái đề tài về rác um, người ta làm rác á đi lên tham quan cái chỗ mà người ta xây rác người đi ta xây làm câu rác dạ, rồi rồi cái xong ngọc lan mới nói là à, giống như là cái công đoạn đầu tiên thì ừ. người ta sẽ thu nhặt rác rồi đến thứ hai thì có độc giả nói là công đoạn công đoạn là cái gì nó là cái gì ngọc cũng không hiểu nếu như vậy thì mình phải dùng cái từ gì để mình diễn tả thì cái chữ đó là cái chữ ngọc lan nhớ nhiều người dùng từ bè. khâu thì nó cũng cũng vậy thôi yeah. đấy, nó khó chung khâu ừ. là một công đoàn đó yeah. khâu thứ nhất khâu thứ nhì ừ. thì thế này nói chung là người ta nói bây giờ danh từ việt nam mình dùng đó, nó bị hán hóa nhiều ừ. bị hán hóa tân tạo thì hồi xưa trong cái cái, chữ nghĩa của mình đó, là như mình dùng hán việt rất nhiều nhưng bây giờ những hán việt nó là tai ví dụ như phao cứu hộ ừ thì là phao cứu cấp mà cứu hộ ừ. hoặc là đáp án vô trả lời là thế này à, tôi hỏi ngọc lan một cái câu ngọc lan trả lời thì mình câu trả lời hay là cái bài toán mình đã là uh, trả lời hai chấm ở đây là đáp án thì nó hơi nặng nề ừ. ví dụ như chuyện nội y nội xưa mà hai nói chuyện đồ lót thì tôi nói cho nghĩa là đồ lót nó 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 không có, có nghĩa là là hơi tục không thì mình dùng chuyện nội y nó còn tục phế thì phải nói là bây giờ quá quá háng hóa cho nên cái câu này các thiết bị siêu trường và siêu trọng những câu này là độc giả họ lượm lạc yeah. ở trên báo chí siêu trường và siêu trọng là các thiết bị vừa dài mà vừa nặng thì siêu trường siêu trọng nghe nó bây giờ thế này cái đơn giản là thế này mình đi ngoài đường đó hay là ngọc lan lái xe một ngày tới sợ đó thì ngọc lan cho cái động tác đó gì nhưng người ta nói là Ngọc Lan tham gia giao thông. Ừ. Khổ. Tham gia giao thông. Tham gia giao thông. Ừ. Hay là ví dụ tôi nói bây giờ cô có mái tóc đẹp thì nói thì cái danh từ bây giờ nói là em sở hữu một mái tóc đẹp. Sở hữu. Đó. sợ một nụ cười ấy, cái gì mà mình là sợ thì nói nặng nè. Thôi Ngọc Lan nghĩ là để coi đây một hồi nữa Ngọc Lan sở hữu cái gì, chú Huy Phương sở hữu cái gì thì sẽ mời quý vị cùng trở lại chương trình sau phần thông tin thương mại.